I just wanna be happy, happy tonight. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Hello. Winner! Winner chicken dinner! Insane deck. Fight period lock. Hello anh em. Còn lắm clip mà làm clip bình luận. Thanh niên đến từ Hàn Quốc. Phải nói là khi lúc đầu mình gặp anh ta với cái deck này ở trên ladder, mình phải nói là wow, cái quái gì đang diễn ra vậy. Khi anh ta dùng cái deck này lần đầu tiên, cái đây mình nhớ là phải 7-8 tháng rồi. Với cái deck này, deck siêu nhanh, và cái deck này siêu, mình không biết vì sao nhưng mà nó siêu giá trị ở những cái thời điểm meta cách đây khoảng 2-3 tháng. Nhưng mà từ khi mà nó những cái beta nó thay đổi thì như cách đây 2 tháng thì nó bị xuống. Nhưng phải nói là khi mà lần đầu tiên mình thấy anh ta làm được lên 8k và nó wow, cái điều gì đang diễn ra với cái deck này, tại sao nó lại tưởng chừng như là nó không hiệu quả mà nó hiệu quả rất cao. Ngày hôm nay mình làm clip này không biết là mọi người có nghe được không nhỉ? À, nghe được đấy, mình thấy đang cái biểu tượng này, mình chưa test. Bình thường khi mà mình làm video thì mình sẽ test trước âm thanh, nhưng mà lúc này đột nhiên mình thấy anh em đang đánh thế là mình quay luôn, sợ là khi mà mình quay mình nói với các bạn nên các bạn không nghe được. Cái deck này phải nói là cực kỳ là sợ khi mà gặp những cái deck có con Golden Knight. Bởi vì Golden Knight là một cái bài phải nói là rất thích, nó phải nói là rất thích khi mà gặp những deck bait kiểu này. Với khả năng bật ability lên của nó lên thì cực kỳ bá đạo. Chúng ta còn nhớ cái trận đấu của Lai đánh với lại Lucifer ở trong CIL 2021. Các bạn nhìn thấy một pha phải nói là Golden Knight bật ability lên quá giá trị. Nhìn rất cẩn thận. Làm thế nào để defend ở đây? Inferno Tower ở đây rồi. Nguy hiểm quá. Active King Tower. Nhớ đi. Phải nói là Golden Knight trong những cái bài rất khó chịu ở thời điểm hiện tại. Rồi anh ta gặp những cái deck bait này, người ta rất vui mừng. Một hit của Goblin. Tuy nhiên một hit Goblin không có nhiều làm cho lắm. Chúng ta cần phải có 3 hit, 3 con Goblin Barrel, 3 con Goblin từ Goblin Barrel nó phải vẫn còn sống được. Thì lượng đam của nó trong khoản nó vẫn còn sống thì nó đâu đó độ khoảng 1000 máu, 1000 đam. Phải poison cho cái ấy rồi. Làm thế nào để chặn được Golden Knight trong những cái deck mật bết kiểu này? Inferno Tower ở đâu? Chúng ta cầm được lock. Cần một cái lock. Rồi, Skeleton Army bật ability lên. Các bạn hãy nhìn Golden Knight kìa. Tuy nhiên thì cái khả năng phòng thủ của Winner cực kỳ là dẻo, quá dẻo. 1 phút nữa liệu rằng là có ăn được không khi mà Golden Barrel bị hack counter bởi Barbarian Barrels. Hơi khó. Phải nói mà cũng có chắc mình phải nói khó cho Winner. Mà liệu rằng anh ta có thể nó được không? Phòng thủ được không? Golden Knight! Nhìn quá, Inferno Tower ở đâu? Ok, bắn thủ được tốt. Tiếp tục là Golden Barrels, IT Pyrrhus, Skeleton Army. Đẩy lên, Strive. Golden Barrel đâu? Chúng ta đã có Golden Barrel rồi. Không, spam Golden Spear trước đã. Five Pyrrhus, Inferno Tower. Where Inferno Tower? Nguy hiểm quá, rất dễ Golden Knight sẽ lao vào trụ này. Mình không nhớ là lượng đam của con Goblin Bell. Oh wait, wow, Goblin. Cái quá gì đang diễn ra vậy? Các bạn hãy nhìn Goblin Winner kìa, Winner, Winner chứ Winner, winner, chicken dinner. Yes. Chúng ta sẽ đến vào game thứ hai nào. Quay nữa. Winner, chicken dinner. Stalker, my friend. Stalker. Oh, Stalker. Knife poison difference is main hop. Poison, no poison. Woohoo! No defense. Nice. Hay quá. Đây một túi. Túi được làm gì? Bánh. Túi ăn làm gì? Anh ăn cô và ăn. Có con. Spear, I will be rich. Fight the reason. Let's get an army. Nice defense. Oh, motor. Ooh, wow, nice stuff. Lock. Good. Poison. Nice up. Nice long. Ảo rồi. Anh em xem có hay không? Cho mình nhập chết. Winner chicken dinner. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side? Put it up in your mind. But do you ever try to path on the left side? Put it up in your mind. Talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to path on the right side? Put it up in your mind. But do you ever try to path on the left side? Put it up in your mind. It's gonna be hard. this life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try love on the right side? Put it up. Subscribe.